nó kêu tính nguyên hàm của thằng này nè, và F0 bằng trừ 1 nè, S là tổng các nghiệm của phương trình này nè. Thì tính nguyên hàm này trước, đặt chữ Y, nhân vô là biết gì rồi. 1, bình thường, 2, đổi biến, 3, từng phần, chọn. Bình thường là không được rồi đúng không? Nhìn vô không thấy bình thường rồi, chắc chắn dùng gì, đặt gì, UV hay là đổi biến. Lẹ lên, từng phần hay là đổi biến lẹ lên. Đổi biến là sai rồi chị ơi. Đổi biến sao làm nổi, đặt UV đi, rồi đọc lên công thức đi. Một là gì, nhất lô, nhì gì, nhất lô, nhì đa, tam lượng, tứ, tứ mẫu. Ở đây có gì, không có lô nè, vậy đa đặt x, đặt U bằng x, đạo hàm giùm em đi. Đạo hàm của biến U theo U ra DU, đạo hàm của x ra gì, 1 nhân DX. Tiếp tục, đặt cái thằng còn lại đi, là DV bằng ơ mũ trừ x d d x, vậy suy ra v bằng cái gì, đạo hàm ra ơ ta, chính là ơ mũ trừ x phần a là mấy, a là mấy, vậy là trừ 1 nằm dưới là mang lên phía trên được chưa. Ở dùng quy tắc n giùm em đi, đây 1 nhân 2, 2 nhân 3, 3 nhân 4, 1 nhân 2 là cái đề, 3 nhân 4, 2 nhân 4, 2 nhân 3 ra là trừ x nhân ơ mũ trừ x, trừ, thấy dấu trừ nữa không, thằng dấu cộng, ơ mũ trừ x để x, tiếp tục bằng trừ x nhân ơ mũ trừ x, đây cái gì đạo hàm ra ơ, vậy là ơ mũ trừ x phần trừ 1, mang dấu trừ lên trên nghe không, cộng c, sau đó đề bài cho gì, F của 0 bằng mấy? F của 0 bằng trừ, trừ 1. Chỗ nào có x thay bằng số mấy? Số 0 giùm em đi. Này ra nhiêu? 0, này ra nhiêu? Không biết làm chậm nha. Trừ 0 nhân ơ mũ trừ 0, trừ ơ mũ trừ 0, cộng C bằng trừ 1. Này ra 0 đúng không? Cái gì mũ 0 cũng bằng 1, vậy gây trừ 1 cộng C bằng trừ 1, rút rút C bằng 0, vậy F x bằng trừ x nhân ơ mũ trừ x, trừ ơ mũ trừ x. Sau đó ráp vô cái phương trình này, ráp vô nè, F x cộng 1 bằng 0, ráp vô là trừ x nhân ơ mũ trừ x, trừ ơ mũ trừ x cộng x cộng 1 bằng 0. Thấy hai này chung chữ gì? Chung chữ x hay không? Mang x ra, còn lại gì? Trừ ơ mũ trừ x cộng, mang hết còn lại số mấy? Tiếp tục hai này gộp lại chung nè, cộng trừ ơ mũ trừ x cộng 1 bằng 0. Chung gì tiếp? Trừ ơ mũ x trừ, trừ ơ mũ trừ x cộng 1, mang ra, mang ra, mang ra, còn lại gì? X cộng. Dạng gì vậy? Dạng tích thì này bằng, bằng 0, này bằng, bằng 0. Này giải ra được bao nhiêu? Này nè, x bằng, chốt cho đó chưa? Giải cái này thôi nha. Trừ ơ mũ trừ x cộng 1 bằng 0. Chuyển vế đổi dấu đi, thì trừ ơ mũ trừ x bằng trừ 1, rút rút ơ mũ trừ x bằng 1. 1 chính là ơ mũ mấy ta? Đúng rồi, ơ ơ bằng vậy, trừ x bằng, bằng 0, vậy x bằng 0. Một cái x bằng 0, một cái x bằng gì? Trừ 1, hai đó cộng lại ra nhiêu ta? Trừ 1. Hiểu không? Ừ.